lại còn thấy tội nghiệp quá. Và bây giờ quý vị giải thích làm sao thái tử Hài Nhi bước nhẹ xìu vậy mà mặt đất rung động, đại địa chấn động? Do cái gì? Do nhân, do duyên. Trong kinh Đại Bát Chánh Đạo Phật nói gì vậy? Đó là nhân, đó là duyên khiến cho đại địa chấn động. Là tại vì người mang hạnh nguyện thân thang, hạnh nguyện mong làm cho mọi người được giải thoát khổ đau. Thế mà không khiến cho đại địa chấn động à? Đại địa chấn động có phải động đất không? Phải không quý vị? Không. Mặt đất tâm. Chúng ta có các bộ kinh gọi là những tâm biến hóa, cái gì đó không? Tức là những chúng sanh có nhân duyên như Đức Phật sẽ cảm nhận được cái nhân và cái duyên như Đức Phật ra đời. Khi Bồ Tát này hiện thân ra đời, cho nên tâm của những chúng sanh rung động. Đừng nói Bồ Tát gì, trong nhà mình thôi, có một người đang lâm bồn, nó lâm bồn thì cũng nó xa, chứ không phải nó nằm ổ nữa. Thì lập tức những người thân trong gia đình có bị chấn động không quý vị? Chấn động. Bây giờ là khoa học phát triển nha, ta biết được sanh con trai, sanh con gái, sanh mấy ký lô, rồi nó trắng, nó đen, kiểu gì là biết hết. Mà còn chấn động, huống chi ngày xưa không có những cái phương tiện kỹ thuật công nghệ y khoa tiên tiến như thế này, thì quý vị nghĩ xem chấn động cỡ nào, hỏi nó đâu xa. Bây giờ mà nói thế hệ mà u 60 trở lên, hồi xưa đâu có siêu âm, siêu óc gì phải không? Bà bên hông. Xin phép hỏi chuyện hết sức tế nhị. Bà đứng lên cho thầy phỏng vấn bà cho. Bà có mấy người con? Bốn người con với cả. Mỗi lần bà sinh một người con thì cả dòng họ của bà được không? Cư sĩ chánh trí Mai Thọ Truyền. Nghe. Lo hả? Lo cho bà hay là lo cho đứa con? Bà biết. Nhưng mà khi sanh ra xong rồi đó, mẹ tròn con vuông rồi đó, thì những người thân trong dòng họ, trong gia đình của bà như thế nào? Vui hay là buồn? Vui. Cảm ơn. Xin đa bà lì. Cảm ơn. Cái này là chỉ một cái so sánh nhỏ để quý vị thấy hiện tượng. Khi mình sanh ra một người con mà mình mong đợi không còn một đứa đá đâu, rất là vui mừng. Cái vui mừng đó nó ra đây nè, chấn động trong tâm vui mừng. Đứa con mới sanh ra thôi là bây giờ ước mơ chứ, cái nấm gì nè mọc nè, đủ thứ hết, thậm chí nó mới đẻ ra thôi còn tính đòi nằm xuôi với cái bà nào nữa, khó không quý vị? Nấm gì nè, biết nấm gì nó mọc nè. Lòng mong đợi của mình, kỳ vọng của mình ở đứa con ngã cùng nhà dựng chút sáng khác. Ừ, nguyên giải nấm luôn rồi, không có tiền mà được luôn à, nắm đây bởi nguyên giải nắm trong cái con đường này hơi mua trăm cấu bên đây nè, biết nắm hay nắm gì nữa nó thiên hả, để tăng rất là con có được con đường để tự mình để khỏi cơn lắm sau là người đem tới con đường bình an cho chúng ta, một lối đi, một hướng đi bình an, xuất phát từ cái sự mong đợi đó, tha thiết đó, lòng chúng ta rung động không? Rất rung động, rất chấn động, chấn động vô cùng. Đó là sự kiện mà thái tử Hài Nhi vừa được sanh ra ở tại vùng Ma Kiệt Vương đã được ghi lại trong quyển sách.
trên bộ xanh như vậy, mặt đất trên tầm đại địa rung động, nhìn thấy một cái sự này phải đi vào cái gì. Sử của Đức Phật Thích Ca. Cái thứ nhất là sao như vậy? Phải không? Và cái thứ hai làm sao để đi vững được? Cái thứ ba bảy nữa là đi mà còn có đó xem đỡ đỡ chân của Bồ Tát của các tỉnh nào. Thì như vậy cái này là giai thoại hay là chỉ thị? Tức là chắc ta lại chứ Bồ Tát vậy thôi chứ. Từ xưa tới giờ là cha mẹ mình dẫn vào đi chùa, dẫn vào Phật đản, thì mà đã thấy Đức Phật đi trên cái con chó xe lâu rồi, phải không? Cho nên mặc nhiên mình chắc đợi. Thế chúng ta cũng thắc mắc lại gì? Tại vì đó mà thắc mắc là lá, mình rất non hỏi chi lung tung, biết gì hỏi, đừng có hỏi mắc tội, ngộ ghê vậy. Hồi nhỏ thầy đi chùa thì thắc mắc nhiều lắm cái gì mà thầy bảo là hỏi má thầy la thì hỏi má tội thôi nó uổng sao hỏi má tội má đáp như thầy đừng có hỏi má tội mình có hỏi hoài gì mà quý vị biết lúc đó thầy cũng nhỏ thôi chừng 10 tuổi 9 tuổi thôi thầy cũng thắc mắc tại vì hồi nhỏ là thầy đi vô đình xá quý vị. Thầy kể quý vị nghe, thầy đi vô đình xá Ngọc Châu cho bến xe cho đốc á. Thầy thấy mấy sinh mặc đồ của má má sao mấy sinh mặc đồ ngộ của má kiểu này cái mũi nó cắn chết. Con nít ở dưới quê mà lúc đó đâu có đèn bự, đèn chịu đâu quý vị mà mũi nó hay cắn. Cho nên là thầy cũng cứ lo. Thầy má thầy la, đừng có hỏi. Tại mấy sinh mặc như vậy thế là câu đó là mình đáp lại và xong rồi cái sư mà hay rờ đầu người này người kia ta quỳ xuống ủa sao sư rờ đầu mà sao rờ cái vai vậy má mày đừng có hỏi thầy cũng cúi đầu xuống để cho sư rờ đầu thì người lớn kêu rờ đầu cúi cái mày cúi đầu đưa đầu cái mày đưa đầu nhưng mà đâu có biết gì mà thầy đâu có phải má. Thấy người lớn phức tạp tức là không giải thích cho mình hiểu không nói tường tận cho mình nghe mà cứ áp đặt bằng một câu là không nên là hỏi cái đó không nên thì làm cái đó không nên cái đó mang tội cái là tự nhiên mình nghe tội cái mình sợ là sợ thấy còn ai mà bên thân ở đây có bằng bên thân cái là người ai quý vị biết cái nhìn vô ảnh gương thầy thấy cái sư đang tập tình đá nhé là cái quý sư nhớ cái đó không thấy không thầy nhớ nội nhớ quý sư bóc người sớm bán á phật tử thấy tình thật người bóc ta đỡ bán sao xưa không bóc vậy chưa có vậy không biết đặt thầy đừng có hỏi đừng có nói là thầy cứ ngồi kế bên nước ở bên không hay chưa cái bên hông cái nách của má thầy thầy cứ thò cái đầu ra má thầy quỳ quỳ lại lại để cúng đó là bỏ vô trong cái bát cái thấy mấy sư rồi gần vô rồi ăn rồi cái bắt cái mũ sao ăn bắt mà không có đủ mũ gì hết vậy ăn gì ghê quá chị
thấy rõ ràng một nghệ sĩ ăn cà ri bóc cái tay lên dịu xuống thầy thắc mắc nó má mái rồi xong sư bắt canh được bán ông rất đã dặn má thầy nó đã dặn mình đừng có hỏi chắc chắn là má này không biết trả lời chắc chắn là không biết trả lời chẳng lẽ mà má bà đi tới bà hỏi ủa sư sẽ gặp canh cách nào sư để bà trả lời cho mình là cho nên người lớn là rất là đơn giản không nên có tội không được nói có tội làm cái này không nên phán cho mình hai câu đó hết chuyện cho nên quý vị thắc mắc là phải rồi hồi nhỏ thì cũng đã thắc mắc thậm chí thầy cũng thắc mắc cái gì phải đó xem phải đó xem vàng nâng gót ngọc đón mừng bồ tát xuống trời thôi giá thì có đọc cái bài này không thầy còn thắc mắc nữa là tại sao phải là 7 mà không 8 mà 6 sao đi bước 7 bước thì dừng lại là sao đi thêm bước nữa 8 bước thầy con số chẳng là con số đẹp phải không quý vị bước sau bước lên cái bước thêm hai bước nó gọi là lục phát cái bước lục phát đó tức là bước sau sáu tám là lục phát thầy có báo tiền đâu đấy thầy nghĩ trong đây cái gì cũng thật chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản như thế này nếu